Hôm 25 tháng 3, Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo đã bắt khẩn cấp ông Lê Duy Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn. Báo VN Express hôm 25 tháng 3 trích lời một đại diện công ty cho biết ông Hạnh đã trình diện cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh theo giấy triệu tập vào ngày 22 tháng 3 và từ đó ông Hạnh vắng mặt tại cơ quan. Công an tỉnh Quảng Ninh không nói rõ hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn của ông Hạnh là gì và cho biết thêm rằng cơ quan điều tra mới khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can. Các báo trong nước hôm 25 tháng 3 đồng loạt loan tin ông Hạnh bị bắt, nhưng nói thêm rằng quá trình công tác tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, ông Hạnh chưa có vi phạm nào. Tuy nhiên, báo Lao động nhận định rằng cáo buộc lạm dụng chức vụ quyền hạn của ông Hạnh rất có thể liên quan đến hoạt động mua nguyên liệu cho nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh trong những năm trước. Ông Lê Duy Hạnh, 56 tuổi, về làm việc tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh từ năm 2014 trên cương vị Tổng Giám đốc. Từ năm 2018 đến nay, ông được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty. Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh được đầu tư góp vốn bởi một số các cổ đông nhà nước, trong đó có Tổng Công ty Phát điện 1, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Tổng Công ty Điện lực Vinacomin Power. Báo Dân Việt cho biết, ông Lê Duy Hạnh là đại diện của Tổng Công ty Phát điện 1 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh. Cũng theo báo này, Nhiệt điện Quảng Ninh ghi nhận sự sụt giảm mạnh về lợi nhuận trong năm 2018. Chính quyền Việt Nam thường sử dụng cáo buộc lạm dụng chức vụ quyền hạn để xử phạt các quan chức nhà nước phạm tội tham nhũng. Việt Nam đang mở rộng cuộc chiến chống tham nhũng, trong đó chính phủ của Đảng Cộng sản đã tiến hành nhiều cuộc điều tra đối với hàng trăm quan chức và bỏ tù một số lãnh đạo của các công ty nhà nước, trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và cựu Chủ tịch Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí PVN Trịnh Xuân Thanh.